xin chào tất cả mọi người trở lại với hôm nay gì chân kênh không biết nữa. Thì mình không biết rằng các bạn ở ngoài Bắc, ở ngoài miền Trung như thế nào, nhưng mà mình biết một điều rằng là ở trong miền Nam bây giờ đang rất là nóng. Trời ơi, có thể nói là lên hơn 30 độ C rồi. Cho nên chúng ta phải có một cái món ăn giải pháp nữa để giải nhiệt đúng không? Và đó chính là món chè. Alo, su đã. Ê, đám nào? Tào lao. Xin thứ lỗi quý vị về sai lầm nhỏ về cái sự tào lao của người bạn dẫn chung với cụi. Thì ngày hôm nay chúng ta đi ăn một món, đó chính là kem. Kem hả? Thôi không nên kem đâu. Và xin thông báo các bạn thì cũng mới phát hiện ra một điều, đó chính là Quỳnh Chi thù kem. What? What the? Không phải thù, không thích thôi. Mệt quá, nói chung là ăn kem đơn giản quá thì nói làm cái gì, làm gì phải là hôm nay ăn gì. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi ăn những món kem rất là lạ. Ok, đi đây. Đây. Đó, và cái mùa nắng nóng như vậy thì chúng ta sẽ ăn một cái món kem tương đối là lạ và lần đầu tiên của thấy xuất hiện tại Việt Nam luôn. Như là xuất hiện rồi nhưng mà nó mất đi một thời gian nó lại xuất hiện lại. Đó chính là kem bi. Đây, các bạn thấy kem là như những hòn bi nho nhỏ như thế này. Các bạn sẽ đoán xem hai phần kem gì sẽ có mức giá là bao nhiêu? Mức giá là bao nhiêu? Mức giá là bao nhiêu? Đó chính là 80.000. Tám chục nghìn là đối với kem đôi, còn nếu như mà kem đơn thì chỉ có khoảng 60 thôi. Thế nên là mắc lúc đầu là chỉ tưởng là kem bình thường, xong rồi rưới cái hột này lên giống như kiểu như là yogurt các kiểu á, nhưng mà hóa ra kem nó vậy luôn á. Thôi nói chung ăn thử đi. Thử nha. Dạ. Cái vị của Chi là bubble, kẹo bông á, kẹo bông ngon á, còn cái này là blue gì đó. Còn của bên đây là rainbow nhưng mà thật sự ăn nghe mùi soda. Nghe như mùi soda. Đẹp quá à. Nói vậy. Cái rainbow này ăn nó kiểu chua chua á. Còn đối với Chi bên đây là mùi gì? À, chuối kìa. Kem chuối thì giống như là cái kem chuối hũ của Vinamilk á. Là Merino. À đúng rồi, Merino. Nó không thú vị lắm. Nhưng mà cái kiểu như là cái kem này nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Nó nhỏ 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 như xíu vậy nè, ăn nó không có ngán. Rồi xong mình lạnh á, nó lạnh lạnh mình ngậm vô cái nó tan ra. Không, nhưng mà kiểu cái hột hột này nè, nhai nó hay hay. Ăn vui miệng. Dễ thương quá. Cái kem miếng nhai rất là vui. Thấy lắm. Và cái kem này nó cũng không phải là bị lạnh quá, lạnh bút á. Ví dụ như là cái kem kem ly mà mình hay ăn á, múc một muỗng lên xong rồi bỏ vô mồm á thì nó sẽ bị bút hết cả lạnh. Nhưng mà thật sự á thì hương vị của nó cũng cỡ bình thường thôi, cũng tầm mà chứ không có gì gọi là xuất sắc hết á. Nó lạ là nó lạ ở cái kiểu á. Nhưng phải là hương vị. Nghe nói là cái loại kem này là ở Mỹ, xuất xứ ở Mỹ. Là kiểu như là ra được cái vị lạ như vậy là nó có rất là nhiều hạt kem khác nhau á. Đúng rồi, nó trộn luôn. Không, mình không đánh giá là nó ngon xuất sắc nhưng mà nó rất là thú vị cho một cái Sài Gòn đang rất là nóng, 35 độ. Một cái loại kem mới. Bản tin thời tiết trời nóng cực nóng, nóng chịu không nổi. Còn một điểm đáng chú ý nữa là cái đựng này nè. Hình cái nón. Ừ, hình cái nón. Rồi đội lên đầu này chị. Đội đầu mày á. Thật sự thì cũng hết màu vàng nhưng mà tại hết màu rồi nên cũng mới lấy cái vỏ màu vàng thôi các bạn à. Chỉ thích màu tím á, nhưng mà kem đôi chỉ có hai màu này thôi. Mùa honey này, mùa trà sữa. Đâu. Thiệt mà. Ừ đúng rồi, cái hậu vị đó là hậu vị trà sữa. Đây. Kem honey mua là kem mùi trà sữa nha các bạn. Còn cái này là mùi singum. À, ngọt liệm luôn á. Cái này giống như kiểu như là cái gì đó, cái vị này quen lắm. Big Bone hay là cái gì đó. Còn cái này là mùi singum. Thì mùi singum không phải, chỗ nó cãi mình nữa là trời. Không phải nhiều loại. Cái đã không phải. Cái pomin ở kia cũng singum chứ bộ. Nó là mùi singum mùi gom. Đấy là chưa có nói vậy chị. Cái kem bi này nó sẽ nằm ở cái Asena Food Downtown. Ok. Công viên 23 tháng 9, khu tầng vực tầng hầm. Kem bi gì đó, không có nhớ tên. Kem bi, nó gọi là kem bi. Đảo rồi vậy thôi và chúng ta sẽ qua món kem tiếp theo. Mà một cái đánh giá cuối cùng tôi cảm thấy là nó ăn thú vị nhưng mà nó hơi mắc. Nó không còn là hình dạng của kem nữa các bạn à. Đây là cái hình dĩa ghê lắm. Sài Gòn rất là nóng mà kem này nó cũng nhanh tan nữa. Trên tay của là của có kem kiwi, kem xoài, cam và trà xanh. Bình thường á, nếu như mình ăn kem tươi á thì nó sẽ có ba mùi thôi. Thì một là mùi vani, hai là sô cô la, ba là mít vô. Là mùi vani, hai là sô cô la, ba là mít vô. Còn ở đây á là các bạn sẽ được những cái mùi lạ mà các bạn còn mix nó vô được nữa luôn á. Kem bốn mùa. Kem nhiệt đới thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái lịch
như tụi mình có quay được. Nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện ra là hai tiệm á, thì mới đầu cô nghĩ là hai tiệm nó giống nhau, thì nó chỉ có cho ra hai cái mùi trái cây kiểu giống nhau thôi, mà ai vậy là hai mùi ra, mỗi tiệm ra một mùi, hai mùi khác nhau nữa, ra tuy ra mình tới là mình ăn được bốn mùi. Mà là Chi á, mà Chi thấy có nhiều mùi lạ vậy á, là Chi sẽ cố ăn hết cây này rồi mà Chi gọi tiếp cây này. Được một cái, nếu như mà hồi nãy cái kem kia nó 80.000 nó hơi chát, thì cái này là quá rẻ, chở bình dân 6.000 một cây. Ngay đối diện tầm nhân học của mà bán này là hợp lý. Cây cổng trường á, mình nói thiệt luôn á, ở đây là huyền thoại luôn, tốn mà bạn đi ngang cái đường này á, ta xúm nha, ta mua kem. Còn là sữa tươi với kem, nói chung là người dân ở xung quanh đây đều biết chỗ này hết á, người ta đến dựng xe là ăn liền ở chỗ luôn. Chứ đâu mua về đâu chị, kem này sao mua về được? À, đúng rồi. Chứ đâu mua về được. Em sai rồi, em sai rồi. Tới lúc này rồi chị mới thấy là cái kem rất là béo. Mà sợ hình như là kem từ lúc nào nó cũng béo hơn là kem hộp hết. Mà vừa mà thật sự thì cái kem kiwi của rất là ngon. Kem kiwi ra được mùi kiwi, nó không có bị mùi hóa học nhiều quá. Kem cam của chị rất là ngon. Lúc đầu chị tưởng là kem cam nó giống như kiểu sữa tươi cam, sữa cam á, nhưng mà thật ra kem cam rất là ngon. Với cái trà xanh của chị chỉ cảm nhận được đúng một vị ngọt thôi, chứ không nhau được một cái mùi trà xanh gì luôn. Nó hơi thơm thơm nhẹ thôi. Nó chỉ thơm thôi chứ nó không ra được mùi trà xanh luôn. Cho nên thôi vậy cũng được rồi. Có 6.000 mà bạn ăn được 4-6 vị kem thì bạn còn đòi hỏi gì nữa, đúng mà không? Mà thì ăn kem thì cũng chỉ là dạng nhiệt thôi, cho nên mình cũng không nên đòi hỏi quá. Đó, đó vậy thôi. Và tiệm kem này sẽ nằm ở vị trí ở địa chỉ là trên đường Trần Đình Xu, còn địa chỉ lá tét xuống giùm luôn, không nhớ. Chị biết chỗ không biết địa chỉ. 161 hay gì á. Rồi đó vậy ha. Là đi làm cái tour này cũng phải chạy hết 8 hướng 4 phương mà chưa nói tới tới nơi cái này. Ừ đúng rồi, tới nơi nghỉ đặt Uber cho đã đời vô, cho nên là các bạn phải thu hút mình nhiều hơn bằng cách là like thật mạnh video này nha. Thì tiếp theo cái tour kem vị là lạ này thì tụi mình có hai cái món kem cũng là hôm của Rini Scoop. Cái này nghe cuội nói là do là tập đoàn con của gốm sứ Minh Long. Mình không biết gì kem chất lượng châu Âu gì đó, mình không biết. Nó có vị rất là lạ, ví dụ như là vị gừng, vị hạt dẻ cười, ngoài ra còn có vị ổi, vị tắc tắc, vị mắng cầu, vị mít, các kiểu lơ nữa. Có cái cây kem gừng của mình là mức giá là 30.000. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mà chung là hơi cười của mày đi nữa. Ủa sao trả lại nó fail vậy? Cây này có mức giá là 30.000. Kem gừng mức giá rẻ nhất của một cây này là 25.000, mắc nhất là 60. Cây của chi là mắc nhất là 60. Đó là kem hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười là 60 một viên, mà một viên cái chút xíu của các bạn, nhưng mà được cái là mình có thể ăn thử thoải mái, không phải có mùi. Nhiều khi mình vô mình kiểu mình vô ăn thử hết xong mình đi ra cũng được, chắc cũng được. Nhưng mà mình nói nhưng mà được cái là nghe nói là công nghệ châu Âu gì đó mình không biết, cái vị nói chung là kem rất là mịn. Và lên đúng mùi, lên rất đúng mùi, mùi nào là ra đúng mùi đó luôn. Gừng ra đúng gừng như đang ngậm một miếng gừng trong họng vậy. Hạt dẻ cười thì đúng kiểu như là giống như kiểu hạt dẻ cười xong rồi người ta xay sinh tố ra xong rồi người ta bỏ vô kem sao đúng mùi luôn. Người ta không xay như thế là xong rồi người ta bỏ một ít hạt vô trong đây, nói chung là tôi nghĩ là nó sẽ là một cái gì đấy nó đặc sắc hơn là chỉ là kem mịn không như này. Nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ thật hơn. Mình thì mình lại không đánh giá cao cái chỗ này bằng hai chỗ còn lại, tại vì thật sự thì giá cao. Cái vị này nó không thật sự là nó ngon miệng nữa. Nó nịnh vị á. Nó là. Nhưng mà nói chung là bán ở khu phố đi bộ á thì toàn là bán cho những người mà có tiền đi chơi á, kiểu Tây á. Thì mình nghĩ là với mức giá này ăn ngon ăn hoa thì cũng được, cũng nên. Không, nhưng mà ốc quế ngon. Ốc quế ngon. Cô chưa ăn cái ốc quế luôn á thì. Ăn thử cho biết được tiếp. Cũng được nha. Được ngon tròn. Thôi thì nói chung là thì mình đánh giá là chỗ này là lạ, kem ổn nhưng mà nó vẫn hơi đắt, kiểu như mình ăn thử cho vui thì được chứ mà ăn kiểu ăn ghiền thì chắc cô nghĩ chắc cô chả ghiền đâu. Rồi vậy thôi, video của chúng ta đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên like, share và subscribe cho channel, cũng như là kênh Hôm Nay Gì, các bạn hãy like video tụi mình thật là nhiều nhé, tại vì đi quay mệt quá. Rồi vậy thôi, bye. Rồi bye.